Lại là trần môi. Vào ấy nó sẽ có chiều sâu. Mình nhìn nó cận mắt nó thế. Điện thoại mặt trời nó cũng nhỏ hơn ở ngoài, nó sẽ lóa. Như kiểu buổi trưa mình nhìn nó lóa mắt. Ngày nào các sẽ bóng lên cái hình đó. Bóng thì nó sâu thêm một tí. Lâu rồi không đăng Facebook, mình khả năng chủ nhật mình phải đăng. Đăng một loạt. Chân thì nhìn thấy cánh, không nhìn thấy gì hết, nó đang đỗ ở đấy. Nói gì? Nói đây là họa sĩ Trần Minh. Các bạn cứ liên hệ với chỗ họa sĩ Trần Minh qua số điện thoại của 0965 076226 này chứ. Anh nói thế thì chú lại cười, không nói gì.